Tình trạng của em là cái dạ dày nó trào ngược, nó vẫn cứ tồn tại, nó Vâng. ăn nó vướng mà nó đau ấy. Vâng. Nên là em uống đợt này là thành hai 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 sang đợt hai. À, anh là có nhiều vấn đề. Đúng rồi, nhiều vấn đề. Anh là có cả cái đại tràng Đúng nữa, rồi, đúng không? Cái đại tràng anh ổn hơn chưa? đỡ hơn, Đấy, thì có nghĩa đỡ hơn. là trong cái giai đoạn đầu ấy thì tập trung vào cái đại tràng của anh. Thực ra sắc da của anh là khá hơn so với hôm trước. Khá hơn ạ. Vâng, khá hơn so với hôm trước. Vâng. Nhưng mà cái thực quản của em nó có ảnh hưởng, nó tổn thương nhỉ? Mà nó nuốt Ơ, nhưng anh chưa lấy cái ăn dạ khang để uống à? có em lấy rồi, cái vừa rồi vẫn còn thì em bảo là từ từ hết thì em lại Vâng. gọi điện em bảo gửi về sau ấy. Thì ăn dạ khang anh uống thì em nghĩ là cái dạ dày trào ngược của anh nó sẽ dần dần nó ổn định. Vì em ăn cái kiểu uống nước này nó nghẹn mà nó Đúng không? nuốt cơm Bây giờ nó nó còn vấn đề nó nghẹn cũng nữa đúng nghẹn không? vướng đau Cái hơi. nghẹn. Cái nghẹn đấy thì nó phải từ từ mới thay đổi được. À thế ạ, Còn nghẹn. cái trào ngược em nghĩ là nó sẽ đỡ hơn rồi. À, trào ngược cũng giảm nhưng mà Đấy. đấy nó ăn nó cứ nuốt vướng đau đau ở À. cái ức Còn cái ấy. vấn đề đấy đúng không? Vâng đúng rồi, uống nước này cũng khó, À. cứ phải cho vào miệng ngậm ngậm nuốt từng tí một, thì nuốt ở cái là nó mắc ngay. Nhìn trông anh khỏe hơn mà. Vâng, Vâng. nhưng có Đấy. mỗi cái là nó Nó hay còn kiểu nghẹn thôi, sắc mặt hồng hào hơn. vâng đấy, lần trước em lên là tái tái Vâng, tái tái. muốn uống cái thuốc này này lại dễ ngủ, Tiếng ngủ cứ buồn ạ? ngủ lắm, Thế à, cứ thế tốt nằm đấy. nằm cái là ngủ được ngay, Thế thì tốt anh. mà dễ ngủ lắm. Vâng. Thế là đêm muốn dậy để xem báo thức xem đá bóng cũng không không muốn dậy nữa, Thế à, ngủ ngon nó ngủ quá. nó dễ ngủ quá là không Rồi dậy. thế dần dần nó mới hồi phục. Bản chất cơ thể của anh cũng là cơ thể yếu mà. Vâng, Trước nó còn có hụt hơi nữa đúng không? hụt hơi bây giờ cũng có Vâng. tình Bây trạng giờ thì hơi giảm hơn rồi đúng giảm không? hơn, Vâng. nó nhiều khi nó mất giữa hơi mất giọng Vâng. Đấy, do nó người mình nó phản yếu ứng mà. yếu. Uống thuốc dần dần nó mới khỏe lên được. Vâng. Bản chất là ăn ngon miệng hơn đúng không? Vâng. Đấy, Là có mỗi thế. cái nghẹn nghẹn mà mắc mắc vướng đau đau này. Vâng. Dần dần nó mới đỡ được anh. À Cái thế đấy rồi anh là nó là cái là do nó bị trào ngược lâu ngày rồi nó gây tổn thương rồi nó gây nên những cái hẹp thực quản ạ. vâng thì dần dần là nó sẽ đỡ dần. Vâng.